anh Nguyễn mời các cụ và anh em thưởng thức một dàn loa nhé. Một đôi loa JBL 525 và một đôi súp JBL 528. Quá phê, đây là đúng như cậu ấy mọ đấy. Như cậu ấy mọ luôn. Tiếng bắt khi oánh đến thì các bác nghe nó ở đâu ấy, nhưng không ở gần tai đâu. Tại cả bác kề tai sát loa luôn. Không nghe tiếng bắt nó phát ra ở loa luôn. Nó phát ở đâu ấy. Rất là sâu. Quá phê. Hôm nay có hơn 90 chai luôn nhá. Đấy. Một bộ ngoài đơn giản thôi, một cụ đẩy multimedia. Nó sẽ đưa toàn bộ chất âm của loa Mỹ ra được. Một chiếc băng số. Bắt đánh rất là êm mà nhỉ. Nghe nó đã không chịu được luôn. Nghe cực phê, tiếp đánh lách tách leng keng, phóng xa, lời rõ ràng. Nghe bé tí cũng đủ cảm xúc luôn. Đó là loa Mỹ. Rất nhiều loa Mỹ nhá. Nó gọi là thủ phủ loa Mỹ. Đẳng cấp của loa Mỹ nhá. Các loại mã gần như có hết. Mơ thấy nào.